Hello xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình là coi, mình đã quay trở lại đây. Ok mọi người. Thì hôm nay sẽ tới với một clip trôn mình sẽ trôn thằng à Demon Tele này. Đấy, Demon <laughs> Nói chung là thấy nhắc tới clip trôn là hấp dẫn rồi đó. Nói chung là cái thằng Demon này anh em cũng biết ở server 2 chắc anh em chơi thì chắc không còn xa lạ gì về nó nữa rồi. Chúa lừa đảo server 2, nó phải gọi là cái thằng này nó không phải là người bình thường, nó là chúa lừa đảo server 2 mà thằng này lừa đảo nó có đầu tư nhá anh em, nó chat thế giới liên tục mà ngày nào nó cũng chat cả cả mấy chục tin nhá, nó chat nhiều hơn cả mình. Nó thật luôn, nó chat cứ cách khoảng cứ tầm 5 phút nó chat lần, 5 phút nó chat lần nó chat mà chắc thằng này chắc lừa đảo được nhiều lắm rồi đây anh em ạ. Nói chung là Demon chúa lừa đảo luôn mà nó chặt thế giới thường xuyên luôn mày ức chế hôm nay mình phải trôn nó mới được anh em ạ à. Ok mọi người thì nói chung là nó toàn chặt thế giới là còn một vài nick có bông tai 100k hoặc là 120 triệu đấy. nếu như mà nick có bông tai 100k hoặc 120 triệu đem đây thằng còi này nhập hết nhá đấy nói thẳng ra mà vậy thì nó chặt thế giới vậy thì anh em phải hiểu là nó lừa đảo rồi đấy còn giả bộ bán vàng k hai nữa chứ Trời ơi vãi shit thật anh em ạ à. Tôi được rồi Bây giờ mình sẽ đây thì đây mình có mượn được một cái zalo của thằng em rồi Bây giờ mình sẽ đi trôn thanh niên à, Demon này Chúa lừa đảo Này phải gọi là chúa lừa đảo CO2 Mà chắc là ai cũng biết nó lừa đảo rồi Không cần giải thích gì thêm nữa không một, sáu, ba, thằng này chỉ có Thằng Demon này chỉ có lừa mấy thằng con nít mới chơi thôi Cái đeo đeo biết cái gì hết á gọi là đeo biết cái gì về game á nó chỉ lừa đảo được mấy cái thằng mà mới tập chơi game thôi còn lại mấy cái người già dạ dặn mà chơi chừng một tháng trở lên thì phải nói rằng cái bộ mặt của thằng này thì phải nói rằng đem ra ngoài đống phân mà phải nói rằng tôi dập lên dập xuống rồi thằng này không bao giờ nói hết được và chúng ta sẽ nhập số điện thoại của nó vào hỏi mua một cái nick có bông tai để coi nhá không một sáu ba hai bảy năm ba bốn bảy ba đấy 7, 5, 3, 4, 7, Ui trời ôi, bum xịt xe vờ cả kết bạn đồng hoàng chứ Kết bạn đồng hoàng Từ từ nhập lại số Zalo 01632 Đấy à, 75, năm Đấy 3473 Ui rồi Zalo của nó là bum xịt xe vờ nhá Anh em lưu ý này Hello Đấy Và nghe bảo là thằng này chúa lừa đảo rồi à, Anh anh bán nick có bông tai hả Đấy, anh bán nick có bông tai hả bông tai hả đấy ý, trả lời đi trả lời đi demon tt <laughs> rồi ơi nó trả thế giới liên tục anh em ạ à, mà phải nói rằng chưa thấy thằng nào mà lừa đảo mà đầu tư như thằng này luôn mẹ nó trả thế giới liên tục luôn liên hồi luôn mà phải nói rằng nó trả thế giới ngày nào nó không chán nhá mà ăn rồi nó chỉ ở nhà lừa đảo mình đoán nó vậy luôn đảm bảo với các bạn luôn mà sao nó không trả lời nhỉ rồi em mua à, có bông tai nè vài cực cứt thật đi ui rồi ôi thành con bà nó rồi Demon Tete ơi tí nữa dụ nó cái là à Nick có bông tai 100k là mình có cái cách trôn rồi hơ <laughs> hơ có lý đấy vàng x1k2 100k 350 ngọc và update từ sơ sinh lên 149 tsc cái gì đây các kiểu các kiểu ba la ba la các kiểu các kiểu kết bạn em đi anh đấy kết bạn à em anh ơi đấy em mua à, có bông tai à có bông tai ấy dép tin nhắn đấy chứ ôi giời ơi người ta mua ạc mà không dép tin nhắn kìa thanh niên ấy lừa đảo có tâm xíu bạn ơi lừa đảo có tâm xíu là để xem nó chạp thế giới tiếp cho coi này đấy, canh canh hồi là nó chạp thế giới nhá má thằng này phải rằng mình phải trôn một cú cho nó mất hồn đi mới được mẹ nó cái tật lừa đảo ấy bỏ đi vô va vẩn sống đến đời để cho người ta tôn trọng như lừa đảo và va vẩn mình sẽ trôn cho này sắp mặt luôn anh em ạ <laughs> sau một hồi đợi, đợi chờ thì nó cũng trả lời đây à, anh em ạ à. à, vào ảnh mà xem mặt à, em em xài máy tính anh ơi em xài máy tính không có điện thoại không có điện thoại thoại sâu giùm em một ạc có bông tai sâu giùm em một ạc có bông tai đấy rồi ơi rồi ơi sâu dùm em một ạc có bông tai anh điên hiền liền vãi mà nó cũng cái kiểu như là giả bộ anh em giả bộ uy tín á trả lời chậm ấy rồi hơi thành nhiên này được đấy nó chắc chắn là cái thằng này là nó rút kinh nghiệm qua nhiều khóe rồi anh em ạ đấy nên là nó rất có kinh nghiệm về cái công việc đó là lừa đảo người ta đấy nên được đấy thằng này mình phải cho nó biết mặt mới được biết sự đời cho mày lên youtube cho mày nổi tiếng luôn muốn nổi tiếng anh cho mày nổi tiếng như nổi tiếng sáu sẽ vờ luôn nhưng mà nổi tiếng mỗi xem ai nhá anh cho mày lên tv luôn này sau dùm em một ạc có bông tai mình phải xưng em mới ngại chứ thằng đứa trời ơi đất tề nào tưởng tượng được Đấy, thằng này mà chắc mà nó biết mặt chắc nó gặp ngoài đời chắc đi đâu nó cũng đập thầy luôn ấy anh em nó gặp là nó đập nó gặp là nó đập ý rồi thằng này công nhận chảnh ghê anh em ạ rồi không trả lời luôn chứ mới ghê đây này nó lại trả thế giới nữa này còn một vài nick có bông tai 100 k 120 triệu sâu dùm em à anh sâu dùm em một ạc em mua một à, ạc có bông tai 100 k mình giả bộ nay nai tí à có bông bông tai 100k đấy rồi ôi được đấy được đấy được đấy đấy ôi giời ơi ngon lành ngon lành ngon lành canh đao ngon lành canh đao cái gì đây cái gì đây ui rồi ôi thanh niên trả thế giới gì đây vậy là cũng sắp đến 20 tháng 11 rồi ad sẽ tạo một trang web nạp và nhận quà bui bui chấm ga anh em ghé vào nhận nhé vãi cứ thật đi ui rồi ôi thanh niên mẹ trả thế giới cẩn thận nhá anh em là vô mấy cái web này là mất ạc ngay đấy Không suy nghĩ gì hết Mất ạc luôn Không suy nghĩ gì hết Anh đâu rồi rồi ơi Anh đâu rồi Em mua ạc có bông tai mà Đấy em mua ạc có bông tai Rồi ơi không trả lời luôn mới ghê chứ À cái thằng này Rồi ơi phải trả lời với người ta mua ạc đây nè <laughs> Người ta mua ạc đây Trả lời chứ Rồi ơi vụ này căng anh em ạ vụ này trôn phải ra hàng khó thành đấy à, thằng này nó khôn quá anh em ạ nó kiểu như là nó rút kinh nghiệm ở những thằng mà gọi là uh, uy tín á hay ít dép tin nhắn này nọ á. nó nó rút kinh nghiệm xong rồi nó cũng giả bộ ít dép tin nhắn anh em ạ phải ra thằng này rất ranh ma đấy và bây giờ thì mình có chụp một cái ảnh này kêu là em xài zalo máy tính đấy chứng minh cho nó thấy là mình xài máy tính nó mới sâu ác này đấy bán bằng vàng bao nhiêu bằng vàng bao nhiêu anh đấy bao nhiêu anh ơi Đấy, 100k anh em ạ Để... Bây giờ sau đây chúng ta cùng nhau uh, xem những hình ảnh mà ạc 100k của Demon TT Thánh lừa đảo xe bài chúng ta cùng xem nhá Chà chà, úi rồi ôi, ạc ngon thế Rồi ơi nọt kìa Ạc nọt kìa anh em, 63 triệu sức mạnh Ơ, Sumari à Sumari sao tên quen quen ta À, à, ạc có bông tai để 35 triệu à ta Úi rồi ôi, skill này Skill ghê chưa này rồi tái tạo năng lượng khí cấp 5 mà nó bán chỉ 100k cái anh em ơi, Android 20 các kiểu này. Trời ơi, toàn hạc 100k, 100k mà có Android 20 này, có Android 19 này. Đúng là thánh lừa đảo con bà nó rồi. Vàng là 150 triệu, sao anh trả thế giới là 120? Sao anh trả thế giới là 120 triệu mà? Đấy, rồi ôi ngọt 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 lời, ngọt lời. <laughs> kẹo thơm đây Demon ơi, kẹo thơm đây Demon Tele ơi. Demon Tete nhá. <laughs> Đấy, ủa sao anh trả thế giới là 120 triệu mà em cứ tưởng 120 triệu Tưởng 120 triệu Đấy Trời ơi, vãi cả cứt thật anh em ạ Trời ơi Ảc thế này bán trăm ngàn rồi ơi, đây để xem này Hai ạc, mỗi ạc trăm ngàn anh em ạ Trời ngầu thật anh em Đúng là thánh demon te te, ừ trả lời liên tục đi kìa Đấy, trả lời liên tục đi kìa một trăm hai mươi triệu nè bây giờ ơi lại có cả cái loại mà ạc một triệu với lại ạc một triệu nữa anh em ạ à. <laughs> cái này người ta gọi là lừa đảo chuyên nghiệp có bài bản luôn à, anh có nhập ạc à không anh có nhập ạc à không đấy anh có nhập ạc à không nè hỏi từ coi <laughs> hỏi từ coi anh có nhập ạc à không đấy sâu cho nó một ạc thử nhá ờ ừ. ờ ừ, ơi chết cha rồi thu hồi lại thu hồi lại xem nữa sâu nhầm cái hình người nãy sâu nhầm cái hình người này à, anh có nhập ạc à không à. Ờ, không hả à? vậy vậy à à kia à, vậy bán em ạc à, bán à, em ạc à, 120 triệu vàng đấy bán em ạc à, 120 triệu vàng bán em ạc à, 120 triệu vàng lần giờ lần giờ không lần giờ không lần giờ trôn đồng hoàng mà mình sẽ cầm ạc ốc thứ 97 vào giao dịch với nó đấy cho nó khiếp hồn luôn cho nó hoàng hồn luôn vậy bán em ạc à, 120 triệu vàng giao dịch anh ơi giao dịch anh demo anh ơi uy tín nha anh uy tín nha anh ê, 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 ê. cái kiểu như là mình mới tập chơi à, còn sợ sợ anh em á à, thánh này á à, nó khôn quá nó rành quá nó rành quá địa điểm giao dịch anh ơi địa điểm giao dịch anh ơi á à, địa điểm giao dịch anh ơi đấy rõ ràng ra ý. cái gì cái gì thì cái nó phải rõ ràng cái đó đó rồi ôi ạc trăm hai mươi triệu vàng của nó ngon lành thế anh em nhỉ chà chà có capsun đặc biệt luôn chứ Trời ơi, có cáp xuân đặc biệt có bông tai 120 triệu vàng. Mày nghe đến đây thì chết, chết, tội mày mà cứ kêu thằng này không lừa đảo tao làm con tụi mày luôn. xe v 2, xe v 2. Ơi giời ơi, xe v 2 giao dịch đúng ý đi nha. đợi giao dịch đúng ý đi của anh nha. Của anh nha. Ấy của anh nha. ấy <laughs> rồi ôi thanh niên ơi em tới bên anh đây đây rồi đây rồi đây rồi bây giờ mình sẽ qua làng aru mình cầm ốc tiêu 957 qua luôn nhá mình cầm ốc thứ chín nó bảy qua luôn cho nó mẹ biết mình sợ mình luôn đấy giao dịch đúng ý đi của anh nhá đấy nó mới sợ được mình được đấy giờ giờ đây đây từ từ đã từ từ đã từ từ, từ đã 100 trăm đấy đấy vàng của mình vẫn đủ vàng của mình vẫn đủ 120 triệu để giả bộ giao dịch cho nó mà giao dịch đúng ý đi của anh nha demon te te đấy mon te thì mình còn cái sai nữa hay là mình giống như mình sợ nó anh em ơi Demon rồi ghi chữ Demon à, tê te Demon tê te mà ghi sai ta Đấy Demon tê te Khu nhiều anh Khu bao nhiêu anh Đấy khu bao nhiêu anh Khu bao nhiêu anh Làng Aru khu 25 lắm <laughs> Đấy nhá Ông tiêu 957 anh em nhá Đây là chính xác ông tiêu 957 <laughs> Mình sẽ qua làng Aru khu 25 Giao dịch với ai anh Giao dịch với ai anh ơi <laughs> Anh ơi <laughs> <laughs> mình sắp mua ạc 120 triệu của Demon TT <laughs> rồi mà Zalo Zalo nó khôn nhá nó để bung xịt nhá nó để bum xịt nó lừa đảo mình có đẳng cấp lắm thằng này phải nó rằng lừa đảo rất đẳng cấp anh em ạ đấy giao dịch với ai anh Đấy ấy rồi ôi làng Aru khu 25 mình sẽ qua mình qua đấy ngạc nhiên chưa <laughs> cái kiểu như uh, làm cho nó bồi hồi bất ngờ ngạc nhiên chưa ở ờ, đâu rồi ờ, tên tên nhân vật anh là gì Đấy, trả lời đấy Demon Tete Ui rồi anh nghe cái tên mà ớn hồn luôn anh em Phải nói rằng Mình nghe cái tên mà mắt trong lòng mình giống như là Muốn bán thận cho cái thằng bum xịt này á Mà thằng này mình nghĩ là nó lừa đảo hơi bị nhiều rồi đấy Mình nghĩ luôn Mà em mày thằng này Đấy, đấy, đâu rồi, đâu rồi Demon Tete <laughs> Mang cải trang ba ca ngọc anh em ạ Giao dịch anh ơi, giao dịch anh Giao dịch Em mua ạc, em mua ạc 120 triệu nè Em, Đấy, 120 triệu nè 120, 120, 1, một 3, 1, một 3 Đấy, khóa Khóa kì anh Anh ơi, khóa đi Khóa đi anh Khóa đi anh ơi, em mua 120 triệu nè Bá đạo luôn anh em ạ à. Mình cầm ốc tiêu 957 qua giao dịch với nó luôn chứ Em là ốc tiêu 957 ạ à? Em là ID em là, không ED em Là ốc tiêu 957 đó anh 957 đó anh <laughs> khóa giao dịch luôn ghê chứ khóa giao dịch luôn à, đẹp con bà nó rồi anh em ơi thánh ba rồi đấy đi em cũng giỏi không trả lời luôn không trả lời luôn mới ghê chứ rồi má nhìn ông được cười luôn Demon tete. mơ 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 ngạc nhiên chưa ngạc nhiên chưa <laughs> <laughs> gửi mặt cười cho nó mày lừa đảo người ta chứ lừa đảo được tao mày mà cái thằng bum xin này mày chỉ lừa đảo được mấy thằng mới chơi thôi nhá mày nó thật mấy cái thằng mà kinh nghiệm già dặn như anh em tụi tao á mày đừng có mơ mà lừa đảo đấy rồi nó chặn luôn rồi đéo thích đéo thích đéo thích nó chặn đéo được bảo xấu nó ui rồi ơi ui rồi nó chặn luôn rồi anh em ơi nó chặn luôn rồi chặn tao hả mày chặn tao hả mày giờ <laughs> chặn luôn đấy ghê chứ Ai hi hi, ai hi đồ ngốc Ai hi đồ ngốc Từ từ, ai hi đồ ngốc Ờ, 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 Ai hi hi đồ, đồ ngốc Đồ ngốc, đồ ngốc Anh em à, à, Át Zalo à, thằng demon tele Xong rồi tố cáo, báo xấu nó chết cụ tụi nó đi nha Má mấy thằng lừa đảo sống trên đời này làm gì Ai hi hi đồ chó Ai hi hi đồ ngốc ai đầu ngốc nè ngạc nhiên chưa Ê, thằng này hơi thốn hiệu rồi ôi giời ơi, mặt xanh lè luôn kìa từ trẻ biến thành già luôn thanh niên à, bực mặt luôn à, sau cú này nhá à. tội vừa lời anh em ạ đấy thì thông qua cả clip này anh em cũng phải lưu ý nhá không phải là rẻ mà ngon đâu rẻ mà chất lượng đâu đấy có chỗ nào rẻ mà chất lượng đâu toàn là tiền cả đấy anh em đấy ví dụ như đây là bum đem uh, Demonte này là một thanh niên điển hình uh, Bét lừa đảo server 2 Người ta gọi là Người ta hay gọi thằng này là chùm lừa đảo server 2 luôn Đấy thì anh em lưu ý nhá Hôm nay mình uh, trôn nó thế thôi <laughs> Vui rách tà được anh em ạ Hôm nay phải nói rằng một cuộc sống của mình uh, tự nhiên chan hòa và niềm vui anh ạ à, Thôi được rồi ba anh em nha Chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc Cẩn thận giả mạo nhá anh em Đấy ok bye mọi người